vứt đi em, một phát vứt đi luôn. Đấy, cái này luôn. Thế nên nó cứ đả thì anh có lực đẩy đi. Ui không. Chín. À, mày còn có tí vó ấy, chứ không à. Chào, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin gửi một lời chúc tốt đẹp tới Mạnh Thường Quân và tất cả các bác và khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống nhà của hai ông cháu. Ở video trước thì các bác cũng đã biết rồi là cháu Lực cùng với lại em Quân với lại ông nữa thì lên trên nhà của anh thợ phòng xin cây vầu này để mà làm, có thể là làm cái chấu này, và thứ hai thì sẽ đem về để mà cho mấy anh em thợ làm cái nữa, làm lán, nhưng lúc là mấy anh em thợ là ngủ nghỉ ở đấy thôi các bác. Và thưa các bác ạ, ở đây thì là cháu Lực thuê là thợ trong làng cả thôi, thì để mà nói về cái tay nghề thì chắc chắn là sẽ không có được cao như mấy anh em thợ mà đi học từ trường lớp chẳng hạn, hay là mấy anh em thợ mà từ dưới xuôi chẳng hạn. Đấy thì người nào bảo là mức nào thì là giá đấy thôi cô bác. Và mấy anh em thợ cũng lấy một mức giá thì tương đối là khá là ổn định, cả bao gồm là cả vận chuyển vật liệu nữa, gọi là cũng là thợ amateur trong làng thôi cô bác. Để mà tay nghề quá thì cũng không. Thì rất là mong là sau khi mà đi vào làm nhà của hai ông cháu ấy, thì có những cái gì mà sai sót hay là các bác cảm thấy là nó không hợp đấy, các bác có thể là điện cho cháu Lực để mà cháu Lực được khắc phục luôn lập tức cô bác nhá. Không đội mũ à? Nào, đây. Con chào các ông các bà. Hôm nay làm như cán bộ ấy à? Đeo ở túi như cán bộ ấy nhỉ? Đấy, đầu thì thưa bác là cho Lực cạo chọc một chút các bác nhá. Tại vì là có cháy. Với lại hôm nọ là em ấy cắt thì không được đẹp. À, hôm nọ là cắt xong thì em ấy tự sửa đấy. Hay là Mạnh đi về nhà trước đi nhỉ? Có đi về nhà trước không? Chị. Hả? Nào ra đây nào, ra đây từ từ chú hỏi nào. Chú chưa nói chuyện xong nó đi rồi. Có đi về nhà trước không? Không. Nào đứng thẳng lên, chú dạy như nào, đứng thẳng lên. Có đi về nhà trước không? Không. Không à? Thế thì bây giờ chưa về trước thì cùng đợi chú đi mới về nhá. Ừ. Thế tối nay là đi về với chú hay là ở với ông? Về với chú. Ngủ với chú á? Ây dà, mấy hôm nay thì ngủ với chú, ngủ với cháu Lực khá là nhiều. Hay là đi ở với chú luôn nhỉ? Vâng. Thưa bác, sang mấy tháng nữa thì là bé Mạnh là cũng đi học rồi, đi học lớp 1 rồi. Thành ra là có thể là một là em sẽ ở trong ký túc xá, và thứ hai thì là em sẽ ở với cháu Lực, và thứ ba thì sẽ hàng sớm thì sẽ là đưa ông đi về. Bây giờ thì có ba cái phương án đấy, thì đang chưa biết là băn khoăn là sẽ lựa chọn là cái phương án nào. Và ở với cháu Lực thì cũng được thôi đấy, nhưng mà cái giờ giấc ấy thì là sợ là sẽ ảnh hưởng tới bé Mạnh, hoặc là buổi sáng sớm ấy thì sợ rằng là không dậy được sớm để nấu sáng cho Mạnh. Đấy thì cháu Lực sẽ về cái vấn đề đấy thì khi mà nếu mà có bé Mạnh ở lại, cháu Lực sẽ sắp xếp lại cái công việc làm sao mà cho nó thuận lợi để mà cho bé Mạnh là ở cùng. Thế nếu mà sang năm sau đi học để ở với chú ở được không? Được á? Thế thì ở được như thế thì là phải ngoan nhá. Mạnh thì bây giờ là cơm thì cũng biết tự ăn rồi. Đấy, ông gửi một lời chào tới các bác không? Chào các bác, các chị nhá. Hôm nay mấy ông cháu mình đi làm cái gì không nhỉ? Đất cây thôi. Bác cây à? Cây này thì là không phải bỏ tiền mua không nhá? Vâng. Là anh em thợ người ta quý thì người ta cho. Vâng. Cho 5 cây thì nếu mà để mà bán thì cũng rơi vào đó tầm độ là 1-200.000 rồi. Bây giờ trôi cây này đi xuống dưới đâu không nhỉ? Quân thì hiện tại là đang ở góc kia, là trôi từ bên kia xuống các bác ạ. Mày là đi đường kia nhá. Đi đường kia nhá. Rồi. Đeo túi như cán bộ này. Đấy, đội mũ vào, mặc dù là mũ không được đẹp, mấy đâu, nhưng mà đội cho nó mát một chút. Ui, cái này đi sâu đấy không ạ?
Ông ơi, nhấc dưa lên nhá. Nào ông. Hai ba. Ông điều chỉnh hướng của nó nhá. Nào cần phanh thì tao sẽ phanh. Đây là bây giờ thả một phát là đi xuống tận ruộng cái kia luôn đấy các bác ạ. Được chưa ông? Còn thêm cây bên này nữa này. Ồ, cây này tiết xuống dưới rồi. Mắc ở đấy không? Để cho ông ở làm ở bên này, cho lực xé ra bên này xem là quân đã đẩy hết đi xuống nhá. Đẩy hết xuống đường rồi à? Quân ơi! Quân! Đẩy hết xuống đường rồi à? Rừng phía bên này là của nhà chú Toán đấy. Nhà chú Toán thì cái mấy cây này là mấy cây to ấy, nhưng mà nó còn non quá là chưa có lấy được. Thế thành ra là lại đi lên trên nhà của anh Phòng lấy. Không biết là quân à. Đến tận đâu rồi? Ôi, từ đấy rồi à? Nếu mà đẩy đến đấy xong rồi ra đây phụ ông trước đi. Được chưa ông? Ghê đấy. Đây quân kéo đi. Từ nhá, từ nhá. Nào, đi. Thả từ đâu ấy? Thả đây đi. Tập kết ở bên này đó. Hồi nãy thì chặt được là 6 cây nhỉ quân nhỉ? Con chào các ông các bà. Hôm nay thì quân lại tiếp tục là cùng cháu Lực đi xuống hộ là hai ông cháu của bác ạ. Đây quân. Đó. Vậy như hôm nào mà quân bận là không xuống được cùng với cháu Lực của bác ạ. Khỏe đấy ông nhỉ? Đấy, khỏe thì mới có nhà để cái công việc như này thì là không thể mà thuê hết được của bác ạ. Thuê thì vẫn được thôi, có người vẫn làm thôi. Đấy nhưng mà có cháu Lực này, có em Quân này, có thêm cả ông nữa. Ai ai cũng đều có sức khỏe, thành ra là tự mà làm một chút. Đi ra, đi ra. Từ từ đã, em ra bên kia đấy. Đi ra đi. Từ nhá, ui, anh nhớ đây vác nha. Vâng. Cây này thì to đấy, cây này. Vâng. Đấy, đi. Đấy, bây giờ mà cái gì cũng thuê thành ra là cái kinh phí nó rất là nhiều. Còn những cái nào mà tự làm được thì cháu Lực cùng với lại ông là sẽ tự làm. Để đây đây anh ạ. Hả? Để đây đó. Thả đi xuống dưới đi, đi xuống dưới đi cây đây. Vâng. Cây này được vác này. Vâng. Xong là trôi xuống cái thửa trồng sắn của ông luôn. Đấy bây giờ em thả xuống đi. Thả xuống đi, trôi xuống.
Đấy. Tiếp xuống. Đấy, nó mắc ở đây, không đi được không? Kia còn một cây nhỉ? Vâng. Cái kia để cho ông vác đi. Anh với Quân là trôi hết cái này xuống. Chỗ nào mà trôi được thì mình sẽ trôi, chứ đâu phải vác nhiều. Vác nhiều là tương đối nó không mệt đấy. Được cả hai cây khoai. Mỗi tay một cây à? Vâng. Đây vâng. Chính ra anh cũng khỏe phết đấy nhỉ? Vâng. Đùa đâu. Đấy, thả xuống đi, thả cái này xuống trước em. Vâng. Em cứ nhấc một phát thì đi. À. Tí là gì đi xuống dưới. Vứt đi em, một phát vứt đi luôn. Đấy, như thế này được. Như thế nó cái đà đấy, anh có lực thì đẩy đi ấy. Thế bây giờ mà dùng cái phần kinh phí mà thuê người làm nhiều quá thì sau này làm nhà cho hai ông cháu thì kinh phí nó thiếu rất là nhiều. Hiện tại thì cái phần kinh phí của nhà hai ông cháu đó các bác thì vẫn còn thiếu, rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác. Một cây một thôi, cây kia to lắm, kéo đi. Cái này nhỏ ấy, cái gian nó bị kẹt rồi. Phải đi làm chương trình như này thì không thể là lợi dụng cái đồng tiền quý quá là nhiều mà không bỏ tí công sức ra thì lại không được mấy. Không được à? Không, nó vừa mắc. Thôi em mày thả đầu chiếc kia xuống chứ. Bây giờ nhìn anh nhá, cây nó đang như này thì nhìn anh nhá, kéo phát này. Đấy. Chưa. Cây kia chắc ông không vác được đâu. Cây to. To hơn à? Vâng. Tôi phải nói anh tưởng cây nhỏ chứ. Thế đi hộ ông rồi. Ừ. Trong cái quá trình mà làm với các bác thì sẽ có một hai câu là tiếu nhau một chút. Thì sau khi mà các bác nghe thấy thì nhưng mà các bác cảm thấy là không có được như kiểu là đúng với chủ đề đấy thì rất là mong các bác sẽ thông cảm với các bác nhé. Bây giờ mà không trêu nhau thì thực sự ra làm việc nó rất là mệt. Cái kia là hai đoạn luôn. Không giết được không? Ô chú à, chú đang đi đâu ấy? Đang đi vào ruộng. Ruộng á? Đi lấy củi lên. À. Ông chặt bên này một cây dài đấy. Quá. Dài quá. Làm hai đoạn. Nào Quân, này, ông thả xuống đi, xong thì kéo lên được mà. Không kéo được á? Vâng. Để ông với lại bác kia là vác cái đấy cho lực thì vừa cùng em Quân là xem. Cái này. Nào, để tôi nha Quân. Vâng. Quân đi đôi dép đấy cũng bền phết rồi nhở? Vâng, cũng đôi được. Dép vào Quân thì với lại đôi dép cho lực đi ấy thì là được bác Thảo Đố là gửi cho. Và cũng hôm nọ bác Thảo Đố gửi quà cho đấy các bác. Thì cái phần gọi là cái số tiền mà kinh phí gửi đấy thì cũng có một số các bác bình luận ở trên kênh mà là số tiền đấy sao không gửi về để mà mua quần áo mới đi. Thật sự ra thì những cái bộ quần áo của bác Thảo Đố gửi về đấy đó là rất là nhiều những cái bộ quần áo mới rồi. Từ bây giờ thả xuống nhá, 1, 2, 3 em đi nhá. 1, 2, 3. Chắc bây giờ ngồi đây đợi ông nữa. Hãy quay trở lại với câu chuyện mà về bác Thảo Đố gửi đồ đấy cô bác. Thì cũng có rất nhiều cô bác nói đấy, nhưng mà thực sự ra đấy là
bác Thảo Đỗ yêu quý các em, muốn tận dụng, gọi là muốn là đi lựa từng cái món đồ một để mà gửi cho các em, thì có vẻ là bác sẽ vui hơn. Đang kéo cây đấy. Cây này thì vừa rồi một tí mà không có cái cây này sống thì đúng là. Nào, em quay phim với nhau nhá. Để anh. Ui dồi ôi. Chín ơi. Đúng là may còn có tí vó ấy, chứ không à. Ông lấy vứt xuống rồi thôi ông. Vứt xuống luôn không? Mày đi trước đi. Đi về nhà trước đi. Đi. Không phải cầm dao nữa, ra đây. Đấy, đeo cái cặp đi như cán bộ rồi, áo thì mới. Đấy, đi trước đi nha. Đi. Cho đi về nhà đợi trước nha. Mạnh là gọi là sợ cho lực đi về cô bác, thành ra là mới không dám đi về. Đi về trước đi. Ông vác cái nào ấy? Phải lắm, phải tức còn phải. Vác cái to. Nhiều lực phải tin nó. Nhiều tôi chưa hiệp con luôn. Cháu thì chắc là phải vác cây to nhất đấy. Bởi vì cháu khỏe. Nhưng mà khỏe quá thì mỗi người là một cây luôn không ạ? Trong lúc đang làm thì có thêm một ông chú nữa là ra hộ. Thì tôi Quân ơi. Vâng ạ. Cái Quân này với Mạnh là đi về trước. Chỗ này thì là bà con là chưa gạt hết chưa gạt lúa của bác, thành ra là không thể đi được. Đi trước đi. Để mà chuồn đi được nữa. Đi trước đi. Bắt buộc là phải lên vác luôn. Cẩn thận nhá. Ui ui. Mày ơi đi ra mày ơi. Ui. Đi ra bên kia. Ô còn ngáo. Chỗ này có nước vào, chơi bị trơn. Quân nó đi nhanh lên. Đi ăn kia mày ơi. Đi ra Quân nha. Tí rơi xuống, tí xuống dưới kia đấy anh ạ. Đấy, ông dám thải với cháu không? Không thả đâu ạ. Trên kia thì có thêm ông chú nó đang làm đấy các bác ơi. Chú trên kia là ra hộ. Chú thì cũng ra hộ là đào nền nhà là mấy lần rồi. Đi ra nhé mẹ. Đi xem ruộng của nhà chú dưới này. Đi cẩn thận ông nha, chỗ này trơn đấy. Thật ông nhá, không phải đi xuống hổ mấy. Cả người cả cây đấy. Đi ra nhá, Quân nhá. Vâng. Vậy. Tắc à ông? Đúng rồi, cái này dưới này nó là cái hủ nữa mà. Cái nào cái đấy của ai thì vác đi thôi. Mình nhanh. Nhanh.
bây giờ thiền phái biết bắt ra bằng chú này bạn hả? Phái tao liềm nhớ chứ. Tí nhá ông ơi. Tí nhá ông ơi. Ra nhanh ơi. Thôi từ từ nhá. Dài quá nhỉ, Quân đi đi, đi hộ đi. Quân đi hộ à, ông. Dài quá không? Thì đây á, trên kia còn mấy cây nữa không nhỉ? Thế thì ông cháu mình đi lấy nốt thôi. Sao mà nghỉ ngơi sau không ạ? Không phải bây giờ đang làm mà nghỉ được một tí là không muốn đi luôn đấy. Đặt xuống đi. Đặt xuống đi. Ông thì vừa rồi lấy cây này xuống này các bác này là bị chật cây đập vào trúng đầu. Có bị đau không ông? Hả? Đâu? Đâu phải đâu phải chân. Thế ngồi nghỉ một tí đã ông ạ. Mày ở nhà nhá. Cảm giác là nóng oi quá. Trên kia còn bây giờ còn mấy cây không nhỉ? Một này. Đây là một cây này. 2 3. Bây giờ còn trên còn 4 cây à? Hả? 3 cây. Còn 4 cây mà ông lúc đây ông chặt làm hai đoạn đi. Lúc đây là chặt là 6 cây mà. Chú về một đoạn là 3. Con tìm làm không làm được đâu mày nhỉ? Mình đi thao mình lấy đuổi nhá. Mày lại ở nhà thôi, không đi nữa. Cây cây kia phải lấy khiêng mới được rồi. Đúng. Anh không thấy một lái à? Đúng nghịch rồi nhá. Nó nổ. Chứ nổ là banh xác đấy. Ủa. Cái mồ hôi mà rơi xuống là như kiểu thành thành giọt nước rồi. Cảm giác như là ngồi nó nóng hơn đấy, ngồi chỗ này ấy. Chú kia là về đến đâu rồi nhỉ? Bây giờ ông bác ra lên đây rồi. Ông cháu mình đi rồi nhỉ? Hay, chú này thì kéo ra đến đây rồi các bác này. Dài đi khó đấy chú nhỉ? Chú này thì cũng rất là nhiệt tình các bác ạ, chú ấy.
làm lần nào cũng ông xuống ra hộ ra. Chú kéo đi xuống dưới thì cũng được, để đây cũng được. Vâng, thế chú để đây cũng được. Vâng. Vâng. Mai kia lấy vật liệu vào là vướng rồi đấy. Ơ chú kia. Mình đến bên kia. Thế có bắt phải non. Chưa, còn đi rác nữa mà chú. Thêm chị kia còn mấy cây nữa mà. Cây ba cây. Ba cây, bốn cây đấy. Chị kia bốn cây á. Ruộng nhà ông thì chắc độ tầm 2 tuần nữa là cũng được gặt rồi ông nhỉ? Vâng. Hai tuần nữa thì chắc là nhà của ông là chưa có làm xong đâu các bác. Thường thường mỗi năm ông gặt là ông gặt trong vòng bao nhiêu ngày là hết? Luôn nè. Vâng. Lúc đông thì nhưng mà chục người thì làm một ngày. Chục người làm một ngày à? Ừ. Thế nhưng mà mỗi năm thì ông có đi đổi được công không? Chưa biết ạ, bây giờ ai cũng chưa chín, ai cũng chưa lại lấy. Những năm trước ông đi đổi được công không? Nói thì không đổi được. Năm ngoái không đổi được, thế môn mình không làm không? Cũng ít thì người hai ngày, một người hai người thì ba bốn ngày mới xong. Thế mà ít người nhỉ? Mấy mấy chuốt cũng hỏng nữa, thì biết làm thế nào đấy. Đây bây giờ là có thể là đi mượn mấy tốt thôi không? Nhưng không có mấy tuốt là phải đập bằng tay ông nhỉ? Bằng tay. Thật ruộng là nếu mà nhà người ta gặt hết thì mình trôi xuống là được. Là đỡ phải cả vác. Nói chung là 3 ngày là làm tiếp rồi. Không được. Dạ. Cái vụ chia mày gặt xong 2-3 ngày là cày luôn. Đây á? Thế cày xong này cấy luôn à? Cày cấy luôn, mù. Cái này là làm 2 vụ mà ông nhỉ? 2 vụ đấy. Thế của nhà ông dưới kia cũng thế à? Ai cũng thế mà. Nhưng mà cái mạ này sao lại không có nước tí nào ấy ông? Thế nó chả chết à? Đây này. Ông chú này bắt cày đi đi. Nó sẽ xem nước. Nước cạn hết rồi. Sáng này của ông này cũng tốt đấy nhờ. Không đó có cho đạm vào không ông? Cái này không phải của ông đâu. Không phải của ông đó. Của ông là mấy cái nhỏ nhỏ trên kia. Tôi tưởng là cái này là của ông nhé. Còn là 3 cây. Có 1 cây thì 1 người vác được, còn 2 cây thì phải làm nào. Ui. Ê, ông với Quân vác cái này đi. Ôi, mới này 1 cây đi rồi. Mới 1 cây á? Quân vác được không? Quân đừng không đỡ mấy cỡ cây nhỏ đi. Ôi cây này mình gáy rồi. Không sao đâu mà này, mấy đứa nào cũng trẻ ra mà.
Cây này hình như là vẫn còn non, hơi non đấy ông nhỉ? Non. Đây là bẹp hẳn ế ạ, cún. Cậu bác cái kia nhá. Một trụ chưa cân. Cái dài thì kia lại trôi xuống quân ạ. Thấy chưa? Khuỷu cây của ông yêu cũng khá là dài các bác này. Bây giờ đợi ông lấy trôi xuống á. Đi ra bên này né đi. Cho ông trôi cái này xuống đó bây giờ ấy. Dạ. Rồi trôi xuống đi ông. Thật đâu em đâu vào đâu ông nhá. Tôi xuống đi ông. Quay. Tắt tớ không? Ê nhà nhà là cơ nộ. Quên đây. Nhấc nhấc cơ. Tiếp lưới sậu. Vậy từ từ nhá. Đẩy đi. Mà, ra nhá. Nhắc cái kia nữa. Được ạ. Cái này bị nấy hình như nó non quá cái này. Giống nó dài lắm. Thôi xuống đi. Ông đi xuống đi ông, đến cái đùn đùn xong à? Đi vào ruộng kia không ạ? Ê. Đấy, yêu rồi ông. Vâng, dưới vướng cho để đây cũng được rồi. Cái lấy gì? Vâng, ông đi đi, thế để đây cho. Vậy lúc nào lấy đi, con lên lấy sau. Vướng lắm. Nó phơi nắng mấy ngày nó khô, méo hết rồi. Nóng quá chắc là đi suối kia rửa mặt rửa mũi tí. Cái áo dưới này bơi một tí mới được. Không bơi không? Không biết bơi không? Biết chứ. Thế này thì để vào gọn đây đi không? Đấy, để gọn đây. Không muốn đường được. Chắc là để đây không sợ mất đâu không nhỉ? Ui, để không mất đâu. Cây này thì chắc là đến đây thì không ai không ai lấy nữa rồi cô bác. Ừ.
chứ phải để bớt bớt nhiệt ở trong người xuống đã rồi thì mới tắm được ông ạ. Thôi đùng một phát mà mình đi xuống kia là cúm cảm cúm ấy. Này cảm ơn chú nhá. Cảm ơn chú nhá. Đây để dưới nhà của ông là máy cày của bác ạ. Mạnh viết cái gì đấy? Hả? Ôi đi xuống suối kia tắm một tí. Ông có đi không? Mạnh bỏ túi ra kia đi. Bỏ túi để kia. Bỏ cả áo dài tay nữa. Chán đi. Sao mà? Ủa, người không có slot. Ông có đi không? Không đi, nghỉ một tí, hút thuốc mà đi không đi được. Ông là lấy mic cháu ấy. Ông ấy không thể thánh khỏi được là bi thuốc lào của bác ạ. Những lúc mà mệt mỏi thì phải có một tí bi thuốc lào vào thì chắc là mấy đứa mệt mỏi. Hôm nay thì là cũng cùng em Quân này với lại ông nữa đi xin anh Phong để mà lấy cây này, cây cần dụng. Vừa rồi ở đầu video thì cháu được cùng là nói rồi các bác. Có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu được cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Xin chào tạm biệt các bà. Bye bye. Con chào tạm biệt các ông các bà. Các bác nha. Cháu được xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.